Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng ở giai đoạn này, việc đối thoại với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là vô nghĩa vì ông Putin không muốn chấm dứt cuộc chiến chống lại Ukraine bằng biện pháp ngoại giao. Ông Zelensky nói trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 8 rằng, cho đến hôm nay không chỉ thỏa hiệp mà cả đối thoại nói chung với Putin đều chống rỗng, vô nghĩa. Ông ta không muốn kết thúc chiến tranh theo cách ngoại giao ông ta có vẻ đã sẵn sàng về mặt ngoại giao, nhưng ông ta muốn Ukraine nhượng lại 30% đất đai của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta không nên tham gia vào trò chơi này. Ông Zelensky nói thêm rằng hoạt động ở tỉnh Kursk của Nga đã giúp Ukraine rất nhiều trong việc giảm bớt các cuộc thảo luận sôi nổi xung quanh chủ đề này. Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Ukraine đã mất đi tính liên quan bạn biết đấy, chủ đề đàm phán hiện nay phần lớn đã mất đi sự liên quan. Có nhiều báo cáo về các cuộc giao tiếp khác nhau giữa các bên tham chiến trên phương tiện truyền thông và không phải tất cả đều là sự thật. Ông Peskov nói, Tổng thống Zelensky cũng cho biết cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga là phần đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng của Kiev mà ông dự định trình lên Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng 9. Ông Zelensky cho biết ông có kế hoạch tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, nơi ông sẽ gặp ông Biden. Ông Zelensky nói thêm rằng thành công của kế hoạch phần lớn phụ thuộc vào Mỹ. Ông Zelensky tự đặt câu hỏi, sự thành công của kế hoạch này phụ thuộc vào ông ấy. Họ sẽ trao những gì chúng ta có trong kế hoạch này hay không? Chúng ta có được tự do sử dụng những gì chúng ta có trong kế hoạch này hay không? Vào ngày 26 tháng 8, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine, gây thêm thiệt hại cho các cơ sở năng lượng vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong diễn biến khác, sĩ quan Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis cho biết trên mạng xã hội X rằng việc lực lượng vũ trang Ukraine từ chối rút lui khỏi tỉnh Kursk sẽ kết thúc tồi tệ đối với Ukraine. Ông Daniel Davis viết rằng, Điều này gây ra những hậu quả đáng lo ngại đối với những nỗ lực quân sự tổng thể của Ukraine. Hãng thông tấn TASS đưa tin Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Alexander Shishky đã thừa nhận rằng bằng cách tấn công vùng Kursk, Kiev theo đuổi mục tiêu đánh lạc hướng lực lượng đáng kể của Nga khỏi hướng Krasnoyarmaysk, Poprovsk, song hầu như không có tác dụng. Ông Alexander Sisky phát biểu trong cuộc họp báo được phát trực tiếp trên kênh truyền hình Radar. Một trong những nhiệm vụ của chiến dịch tấn công vào Kursk chính là chuyển hướng đáng kể lực lượng đối phương khỏi các khu vực khác, chủ yếu là từ Poprovsk và Kurakhovo. Tuy nhiên, ông Alexander Sisky thừa nhận rằng Nga đã phá vỡ các kế hoạch này và tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào Poprovsk. Ông Sisky mô tả tình hình ở khu vực đó là khá khó khăn, đối với quân đội Ukraine và tuyên bố rằng Bộ Chỉ huy đang cố gắng làm mọi thứ có thể để ổn định tình hình. Cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8. Một tình trạng khẩn cấp trên quy mô liên bang đang được áp dụng và các cảnh báo tên lửa đã được ban bố nhiều lần. Dân thường đang được sơ tán khỏi các khu vực biên giới đến nơi an toàn. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, có 197 trung tâm lưu trú tạm thời tại 28 khu vực của Nga hơn 11.500 người, bao gồm hơn 3.500 trẻ em, đang ở tại đó vào lúc này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev đã mất hơn 6.600 quân nhân và 73 xe tăng kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk. Chiến dịch đẩy lùi của xâm lược của Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của các nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk trong 24 giờ qua đối phương mất khoảng 400 quân và 30 xe bọc thép, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân, 28 xe chiến đấu bọc thép, 13 xe ô tô cũng như 3 khẩu pháo, hai bệ phóng tên lửa, bao gồm một hệ thống MLRS HIMARS do Mỹ sản xuất và hai khẩu súng cối. Ngoài ra, các cơ quan an ninh đang thực hiện mọi biện pháp an ninh để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây thừa nhận quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình hình khó khăn trên tuyến giao tranh ở Donbass. Ông tuyên bố rằng nhiệm vụ của quân đội lúc này là ổn định tình hình ở Donbass. Ông Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev hôm 27 tháng 8, nhưng điều đó không dễ dàng và rất khó khăn. Sự thật rõ ràng là Nga không rút quân khỏi vùng Donetsk, những binh lính được huấn luyện bài bản nhất của họ đang được triển khai ở đó, đây là hướng đi chiến lược của họ vì họ thực sự muốn giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk của chúng tôi. Mục tiêu này không thay đổi kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Tôi thậm chí còn có thể nói là kể từ đầu năm 2014, họ quan tâm đến việc kiểm soát toàn bộ Donbass của Ukraine. Nhưng họ sẽ không thành công. Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện điều này. Trước đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky thừa nhận rằng tình hình chiến thuật và chiến lược mà quân đội Ukraine đang gặp phải vẫn còn khó khăn, với cuộc giao tranh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn ở khu vực Poprovsk. Ông cho biết thêm rằng các cuộc giao tranh khác cũng đang diễn ra ở các khu vực Kupiansk, Liman, Dzerzhinsk, Torres và Kramatovsk. Vào ngày 26 tháng 8, Tổng thống Zelensky cho biết sau khi nhận báo cáo về tình hình chiến sự của ông Zizky, một quyết định đã được đưa ra để tăng cường khu vực Poprovsk, nơi tình hình đang ngày càng trở nên phức tạp. Đại biểu Quốc hội Ukraine Mariana Bezuklaya tuần trước bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về việc các đơn vị thuộc quân đội nước này liên tục rút quân khỏi các thành trì chiến lược ở Donetsk thay vì nỗ lực ngăn chặn đà tiến quân của lực lượng Nga. Trong tuyên bố của mình, bà Bezukhlaia nhấn mạnh rằng việc rút quân diễn ra trong điều kiện thiếu đạn dược cho phép lực lượng Nga tự do đi qua các công sự chống rỗng, tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine và điều này chắc chắn sẽ là mối đe dọa đối với quân đội Ukraine trên toàn bộ tiền tuyến. Bà cho hay, đồng thời thông tin thêm rằng có vẻ như Nga tiến sâu vào Donetsk mà không gặp phải sự kháng cự nào. Trong những điều kiện như vậy, việc mất Poprov chỉ là chuyện tương lai gần và Tures cũng đang sống những ngày cuối cùng của mình. Quan chức Quốc hội Ukraine đồng thời nhấn mạnh rằng việc thiếu các công sự phòng thủ xung quanh Poprov có thể mở ra con đường trực tiếp giúp quân đội Nga tiến đến Pavlograd và xa hơn nữa là đến Dnipro. Sau khi Nga ổ ạt à tấn công Ukraine ngày 26 tháng 8, Ukraine đang chuẩn bị đáp trả bằng vũ khí do chính nước này sản xuất. Thông tin trên do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Cụ thể, ông Umerov viết: Điều này một lần nữa chứng minh rằng để giành chiến thắng, chúng ta cần có khả năng tầm xa và dỡ bỏ hạn chế đối với các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của đối phương. Ukraine đang chuẩn bị đáp trả. Vũ khí là do chính chúng ta sản xuất. Ngay trước phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ Ukraine phát triển một loại vũ khí tấn công mới có tên. Palianisia được mô tả là sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái, còn gọi là tên lửa không người lái. Ông Zelensky cho biết Palianisia đã được sử dụng để chống lại Nga. Theo tờ Kyiv Independent, trong bài phát biểu buổi tối 26 tháng 8, ông Zelensky nói rằng ông đã thảo luận với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Sisky về việc đẩy lùi cuộc tấn công hàng loạt gần đây của Nga, cũng như phản ứng tiềm tàng của Ukraine đối với những cuộc tấn công này. Ông Zelensky nói, mỗi cuộc tấn công như vậy khơi lại vấn đề về khả năng tầm xa. Nhu cầu lực lượng phòng thủ của chúng ta phải có đủ vũ khí tầm xa có thể khống chế đối phương. Đây là chiến thuật ứng phó tốt nhất mà mỗi đối tác của chúng ta có quyền và sẽ sử dụng để tự bảo vệ mình. Kiev từ lâu đã lập luận rằng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp đang kìm hãm nỗ lực quân sự của nước này. Trong khi đó, các đối tác phương Tây tin rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ có thể là nguyên nhân dẫn đến leo thang. Hồi tháng 5, Mỹ cho phép Ukraine sử dụng bệ phóng tên lửa đa nòng HIMA, tên lửa GMLRS và pháo binh nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và Anh vẫn cấm Ukraine sử dụng tên lửa Atak -MS do Mỹ sản xuất và tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga. Đài BBC đưa tin trong ngày 26 tháng 8, Nga đã tiến hành một trong những cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oletchuk thông báo Nga đã phóng 127 tên lửa và 109 máy bay không người lái UAV. Trong số đó, Ukraine đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 UAV. Ông Oletchuk gọi cuộc không kích kết hợp này là cuộc tấn công trên không lớn nhất. Tên lửa và máy bay không người lái Nga nhắm vào hơn một nửa các khu vực của Ukraine cơ sở hạ tầng điện bị tấn công, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Toàn bộ Ukraine ở trong tình trạng báo động không kích và người dân tìm nơi trú ẩn. Nga sau đó xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, vốn là một trong những chiến thuật lâu dài của Moscow. Trong những tháng gần đây, Nga đã nối lại chiến dịch tấn công vào lưới điện, gây ra tình trạng mất điện thường xuyên trên khắp Ukraine. Hãng thông tấn TASS cho biết, trong ngày 26 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Stanislavovich Sisky, đã có cuộc điện đàm với tướng Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu, để thảo luận về tình hình mặt trận. Tôi đã có cuộc trò chuyện với tướng Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu. Tôi đã thông báo với ông Cavoli về tình hình và diễn biến các hoạt động quân sự ở nhiều hướng khác nhau của mặt trận. Ông Sisky thông báo qua kênh Telegram cá nhân đồng thời cho biết hai phía đã thảo luận về việc tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine. Cuộc điện đàm được diễn ra sau khi ông Zelensky đã có cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại cuộc họp, ông Zelensky lần nữa nhấn mạnh hướng Pokrov là hướng khó khăn nhất với Ukraine hiện nay do các hoạt động tấn công mạnh mẽ nhất của lực lượng Nga. Ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video đăng trên kênh Telegram cá nhân ngày 6 tháng 8, các quyết định đã được đưa ra để củng cố vị trí của chúng tôi. Lầu Năm Góc cũng đã lên tiếng trước bước tiến của Nga theo hướng Pokrov. Trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 8, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ bước tiến của Nga ở Pokrov. Ông Ryder nói, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình, phía Nga đang có những bước tiến dần dần ở đó, Pokrov. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi, tham vấn với phía Ukraine để hiểu rõ nhu cầu của họ từ đó giúp họ bảo vệ lãnh thổ của mình. Theo tờ Economist Anh, Pokrov nằm ở phía tây bắc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, DPR, cách thành phố Donetsk 55 km. Đây là cửa ngõ tiến vào khu vực Dnepropetrov và toàn bộ bờ trái của sông Dnieper, đồng thời là ngã ba đường sắt lớn nhất ở phía tây Donbass. Ngày 19 tháng 8, Ukraine đã công bố yêu cầu sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em tại Pokrov. Bên cạnh đó, theo Economist, các quan chức địa phương cũng đã rời đi. Tình hình của lực lượng Ukraine gần Pokrov đang xấu đi. Đại tá Pavlen Fedosenko, chỉ huy trung đoàn 92 lực lượng Ukraine cho biết lực lượng của họ tại đây gần như không được nghỉ ngơi. Trong khi đó, nói với Economist, một binh sĩ trực thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 59 với mặt xanh Dublin tin rằng các vấn đề của quân đội Ukraine đang trở nên trầm trọng hơn do những mệnh lệnh thiếu sáng suốt. Đợt tập kích quy mô vào ngày 26 tháng 8 của Nga và Ukraine cho thấy hạm đội Biển Đen vẫn đáng gờm, mặc dù chịu tổn thất nặng nề. Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau trong trận tập kích, bao gồm 28 tên lửa hành trình Kalib được phóng từ tàu chiến mặt nước và tàu ngầm ở phía đông Biển Đen. Sự tham gia của hạm đội Biển Đen của Nga cho thấy đơn vị này vẫn có khả năng thực hiện các đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraine, bất chấp thiệt hại nặng nề thời gian qua. Ukraine từng tuyên bố đánh chìm, làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1 phần 3 hạm đội biển đen của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu hồi năm 2022. Theo trang Business Insider, đây là động thái đáng chú ý giữa lúc Kiev không có lực lượng hải quân mạnh. Quân đội và lực lượng an ninh Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào xuồng không người lái, hải quân và tên lửa chống hạm nội địa để kiềm chế sức mạnh hải quân Nga. Sau cùng, chiến dịch của Ukraine buộc hạm đội Biển Đen phải rút lực lượng khỏi trụ sở chính ở góc tây nam của bán đảo Crimea và di rời sang phía đông, gần Nga hơn. Đây là nơi tên lửa Kalib được phóng vào Ukraine trong ngày 26 tháng 8. Bất chấp thiệt hại đáng kể mà hạm đội Biển Đen hứng chịu, người phát ngôn Hải quân Ukraine thừa nhận Nga vẫn duy trì hiện diện hải quân đáng gờm ở khu vực, trong đó có tàu chiến, mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra. Quân đội Ukraine nói rằng khi tập kích vào ngày 26 tháng 8, lực lượng Nga còn phóng tên lửa đạn đạo và hành trình từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95, tiêm kích bom Su-34, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 cùng các bệ phóng khác. Ukraine thông báo phòng không Ukraine hạ 201 trong số 236 mục tiêu trên không. Tuy nhiên, trang Business Insider chưa thể xác minh tuyên bố của Ukraine. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olaschuk tuyên bố tất cả các vũ khí và thiết bị có sẵn đã được sử dụng để đẩy lùi đòn tập kích trên không. Không quân, lực lượng tên lửa phòng không của không quân, các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng vệ Ukraine và các đơn vị tác chiến điện tử. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC John Kirby cho biết Washington đang tập trung cung cấp cho Ukraine các tổ hợp phòng không quan trọng và đạn tên lửa để ngăn những trận tập kích tương tự ngày 26 tháng 8. Ông Kirby nói, hệ thống phòng không Ukraine đã hoạt động thật sự tốt trong trận tập kích này. Một số quả đạn đã lọt qua nhưng phần lớn bị đánh chặn. Chúng tôi phải bảo đảm Ukraine có thể tiếp tục làm điều này. Reuters đưa tin, quân đội Ukraine thông báo vào sáng sớm 27 tháng 8, một ngày sau cuộc tấn công lớn nhất của Moscow, Nga tiếp tục tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong đêm nhằm vào Kiev và các khu vực khác. Chính quyền quân sự tại thành phố Kariviri, miền trung Ukraine cho biết trên Telegram rằng hệ thống phòng không của khu vực Kiev đã được triển khai nhiều lần trong đêm để đẩy lùi tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào thủ đô của Ukraine. Các nhân chứng của Reuters cho biết có ít nhất 3 vụ nổ xảy ra trong đêm ở Kiev. Trước đó như đã đưa tin, sáng ngày 26 tháng 8, Nga đã phóng hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái, làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ tấn công. Quy mô của các cuộc tấn công ngày 27 tháng 8 hiện chưa được xác định, nhưng lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã ghi nhận hoạt động của một số nhóm máy bay không người lái và hoạt động cất cánh của máy bay ném bom chiến lược TU-85 và máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31 từ các sân bay của Nga. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên. Điện Kremlin luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong chiến dịch quân sự đặc biệt được phát động từ tháng 2 năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận cuộc không kích của họ hôm 26 tháng 8 đã đánh trúng tất cả các mục tiêu được chỉ định trong cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Kiriviri, Kiev và các khu vực miền Trung và miền Đông Ukraine được đặt trong tình trạng báo động không kích từ 20 giờ ngày 26 tháng 8 cho tới sáng hôm sau. Trong một diễn biến liên quan, TASS đưa tin, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang gửi thiết bị đến Ukraine để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng và tăng cường khả năng phục hồi của nước này. Ông Biden nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu một liên minh gồm hơn 50 quốc gia hỗ trợ Ukraine. Liên minh này đang cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự cực kỳ cần thiết, bao gồm các hệ thống phòng không và máy bay đánh chặn. Như tôi đã tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 7, Mỹ và các đồng minh của chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine 5 hệ thống phòng không chiến lược bổ sung và tôi đã ưu tiên lại việc xuất khẩu phòng không của Mỹ để chúng được gửi đến Ukraine trước. Trang tin Top của Nga ngày 26 tháng 8 đưa tin, quân đội Nga đã liên tiếp giành được 3 bước tiến lớn tại quận Pokrov, tỉnh Donetsk, khiến tình hình thành phố Pokrov, pháo đài kiên cố của Ukraine trong khu vực, trở nên nguy ngập hơn. Đầu tiên, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Kalinovo, quận Pokrov, tỉnh Donetsk, khu định cư duy nhất ở hữu ngạn hồ chứa Kalovskoye, nơi lực lượng vũ trang Ukraine vốn đóng quân. Theo tờ Argumenti Ifakti Nga, cờ Nga đã được kéo lên tại Kalinovo. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 30 khu định cư theo hướng Pokrov và Torez đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong những ngày gần đây. Các đoạn video ghi lại cảnh những lá cờ Nga được kéo lên tại trung tâm các khu định cư ở Pokrov và Torres đã được công bố làm bằng chứng. Top World cho biết, trước đó 4 ngày, các đơn vị tác chiến của Ukraine đã bắt đầu rút lui khỏi Kalinovo, nhưng thời điểm đó, quân đội Nga mới chỉ kiểm soát được một nửa khu định cư. Phần còn lại nằm trong vùng xám, vùng vẫn đang tranh chấp. Việc Nga giành được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Kalinovo sẽ làm phức tạp đáng kể tình hình đối với các đơn vị Ukraine đóng tại khu định cư Kalovka, quận Pokrov từ đó khiến tình hình thành phố Pokrov trở nên nguy cấp hơn. Đối với Kiev, việc để mất thành phố Pokrov có thể gây ra những hậu quả ở quy mô chiến lược. Cùng với bước tiến tại Kalinovo, theo topua quân đội Nga đã đột phá hàng phòng thủ của lực lượng Ukraine tại Tây Nam Grodoka, quận Pokrov, tiến vào khu định cư này từ hai phía Đông và Nam. Tại Tây Nam Grodoka, quân đội Nga giành quyền kiểm soát thêm 4 km vuông lãnh thổ đẩy lùi lực lượng Ukraine qua sông Zuđabka, con sông hiện đang chia địa bàn Grodopka thành hai phần nhằm ngăn cản bước tiến của Nga. Ukraine đang tăng cường triển khai máy bay không người lái UAV. Trong khi đó, lực lượng Nga ứng phó bằng cách sử dụng các hệ thống phun lửa hạng nặng để phá hủy các điểm vận hành UAV của Ukraine. Tại Novogrodopka nằm ở phía tây Pokrov, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng một nửa khu định cư này. Argumenti Ifakti cho biết thêm rằng quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát đối với cây cầu đường sắt ở phía tây Novogrodovka. Đây là một khu vực quan trọng của mặt trận. Nếu giành quyền kiểm soát hoàn toàn Novogrodovka, Nga có thể tước đi cơ hội luân chuyển và cung cấp đạn dược của Ukraine. Hiện tại, lực lượng Ukraine gần Pokrov đang tìm cách che chắn để tạm rút lui về Memrik, quận Bakhmut, tỉnh Donetsk.